Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứng Cô Thị Kim Yến có buổi làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Đà Nẵng TV về đánh giá kết quả hoạt động của đài giai đoạn 2017-2022. Cùng tham dự có đại diện các sở, ban ngành. Hiện, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng có 10 phòng chuyên môn với 139 viên chức người lao động. Đảng bộ có 94 đảng viên sinh hoạt. Đảng ủy lãnh đạo đài luôn quan tâm công tác giáo dục, quản trị tư tưởng trong đội ngũ những người làm báo đài đã tuyên truyền kịp thời đầy đủ các sự kiện các chủ trương chính sách mới diễn ra trên địa bàn thành phố góp phần định hướng dư luận tạo sự đồng thuận trong dân dân thời lượng sản xuất và phát sóng chương trình ngày càng tăng chất lượng chương trình được cải thiện có nhiều tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia đài được thành phố đầu tư một số dự án mua sắm trang thiết bị phát thanh truyền hình theo công nghệ mới đáp ứng theo lộ trình số hóa của chính phủ thời gian đến đài sẽ xây dựng kế hoạch phát triển kênh truyền thông số để khai thác các kênh và mạng xã hội